Chào các bạn tin nhanh 24/7. Sau cận cảnh chiếc con tài giá 40 triệu tại Việt Nam của Yamaha. Ngày hôm qua ngày 30/4/2007, một trong những đại lý mô tô tư nhân lớn nhất ở Việt Nam là Thử Mô Tô đã bất ngờ nhập về một lô hàng Yamaha Squire 105SB207 với giá bán chỉ có hơn 40 triệu đồng. Lô hàng này có tổng cộng là 10 chiếc với hai phiên bản trắng và đen. Nhận thấy cái nhu cầu chơi xe con tài đang rất phát triển ở nước Việt Nam, và do vấn đề về giá cả nên rất nhiều bạn trẻ vừa muốn nhưng rất khó có thể sở hữu được một chiếc xe con tài vừa chất lượng mà giá cả phải chăng. Thử Mô Tô đã nhanh tay nhập khẩu về lô hàng Yamaha với giá bán thấp kỷ lục so với các đối thủ cùng phân khúc. Yamaha Squire 105SB207 là một trong những chiếc con tài có phong cách cổ điển, được trang bị động cơ 105cc xanh đơn làm mát bằng không khí. Mẫu xe này có thiết kế đậm chất lát xích, có thể dễ dàng nhận thấy qua cái đầu đèn và bình xăng, cùng với yên dài tạo cảm giác thoải mái khi cầm cương. Cận cảnh lô hàng Yamaha Squire 105SB207 vừa nhập về Việt Nam, đập thùng lô hàng mẫu xe này với hai phiên bản màu trắng ngọc trai và đen truyền thống. Nhân viên Thử Mô Tô đang kiểm tra lại lô hàng, lắp ráp các linh kiện đã được tháo rời từ trước đó. Rất nhiều chi tiết trên xe như dè chấn bùng, kính chiếu hậu, ốp ghi đông v.v. được mạ rơm sáng bóng. Với khối động cơ 4 thì xanh đơn, dung tích 124cc cho công suất tối đa lên tới 9,52 mã lực tại vòng tua máy 7.800 vòng phút. Moment xoắn cực đại là 9,9 Nm tại vòng tua máy là 8.000 vòng phút, cùng với đó là hộp số 5 cấp truyền thống của nhà Yamaha. Thiết kế đầu đèn và xi nhan trước được Yamaha thiết kế dạng tròn, đặc trưng của dòng xe Lexus. Yamaha Squire 105SB207 thiết kế khá thoải mái với người lái, với cái chiều dài 1.990mm, chiều rộng 745mm, chiều cao 1.050mm, cùng với trọng lượng khô nhẹ nhàng ở mức 117kg. Yên xe dài, êm ái, thoải mái giúp người điều khiển có thể chạy trên những đường dài, cũng như chở hàng hay chở người đều được thoải mái. Đuôi xe tích hợp cái giá đỡ rất tiện dụng trên việc hành trình dài. Squire 105SB207 trang bị bộ vành đúc 5 chấu với đường kính 7 inch. Bánh trước được trang bị thắng đĩa, bánh sau được trang bị phanh tăng chống, thắng đùm. Cận cảnh bộ ghi đông có thiết kế tròn với cái đồng hồ ở bên trái thể hiện tốc độ, ô đô, bên phải là hiển thị vòng tua, chính giữa là báo mức xăng của bần. Bình xăng với dung tích là khá lớn lên tới là 10 lít, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, yên dài, trọng lượng nhẹ. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một chiếc xe chuyên vượt ở đường dài với phong cách cổ điển phù hợp với dân vượt và dân độ xe ghiền các thể loại như Cafe Racer, Bobber v.v. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại chi tiết, nhớ like hoặc share nhớ subscribe.